Thấy cô chưa anh Vũ? Rồi ạ. Sao con vào từ mấy giờ mà cô lại không thấy được nhỉ? Con vào từ 8:14. Thế á, sao cô không nhìn thấy con nhỉ? Nó không hiện lên trên cái phòng chờ. Ok, được rồi. Nào, không sao. Mình học thêm vài phút nữa chả không vấn đề gì cả. Thế thế nào? Ok. Nào, bây giờ thì mình sẽ học luôn nhá. Mình đang học về traffic. Nhắc lại cho cô, traffic có nghĩa là gì hả con? Chưa học phim mà con. Hả? Sao con? Học phim mà. Hả, học gì con? Phim. Phim. Sorry, cô nhầm. Phim có nghĩa là gì con? Là phim ảnh. Ừ, chính xác. Như thế nào? Thế cô hỏi, cô kiểm tra bài cũ một chút này. Thì cô có từ romantic. Romantic có nghĩa là gì nhỉ? Lãng mạn. Chính xác. Tiếp theo, horror. Horror là gì con? Kinh dị. Chính xác, rất tốt. Tiếp theo, cô hỏi nhá, từ documentary. Documentary là gì con? Là phim tài liệu. Ừ, rất tốt. Chính xác, rất giỏi. Được rồi, nào bây giờ để ôn tập bài cũ một chút thì cô sẽ cho con xem một chút một cái clip để tổng hợp lại những cái từ vựng của về phần phim ảnh. Được chưa? Anh Vũ sẽ xem nhá. Vâng. Nhìn thấy màn hình rồi đúng không anh Vũ? Vâng ạ. Ok, con xem đi. What do you usually do in your free time? We like watching movies. Movies can be divided into several different genres. There are exciting action movies with gunfights and car chases. Horror movies make us jump in our seats. There are comedies that make us laugh. And dramas that make us cry. Sci-fi movies show us what the future might be like. Historical films tell us stories from the past. Documentaries show us real people and events. We like to see our favorite actors in lead roles, or supporting roles. If a character is involved in a dangerous scene, a stuntman is used instead of the actor. Extras are the actors, who play people in a crowd, often without a speaking part. Anh Vũ bị ao rào con. Wow. Ok, tiếp nha. Extras are the actors who play people in a crowd, often without a speaking part. We like reading the film credits to see who's in the cast, and if there's a special appearance by a famous actor who is only in the film for a couple of minutes. Then we like to see who the director, producer, screenwriter is, and who composed the soundtrack. We read film reviews to find out more about the plot, and watch a trailer to see the special effects. Finally, here are some useful words and phrases dealing with cinematography. To rave about an actor's performance, to praise it. Blockbuster, a highly popular film. A flop, unpopular film. A movie buff is someone who knows a lot about films. To shoot a film means to make a film. Subscribe to our channel if you like this video. And don't forget to give it a big thumbs up. Have a nice day. Ok, được rồi. Được chưa? Đó là những cái từ liên quan tới chủ đề phim ảnh. Thế nào? Thì bây giờ mình sẽ học tiếp nhá. Mình cố gắng học cái bài này một buổi hôm nay này. Sau đó buổi hôm sau mình học sang một cái bài khác, đó chính là bài Source of Energy. Mình sẽ kéo nhanh để hết cái quyển textbook Grade 7 này để cô cho con học trước sang textbook 8 để trong vòng năm cho con học tốt hơn nhá. Ok, nào đợi cô một chút để cô mở cái lên. Ok, đây rồi. Nào, cô sẽ chia sẻ màn hình nha. Oh, that's Titanic. That's one of my favorite romance movies. Ô, sao nó cứ có tiếng ở đâu nhỉ?
lắm nhỉ. Cô chia sẻ lại. A lot of fighting, especially war fighting. My favorite kind of action movies. Now you are scaring me. Please stop that. Oops. Sao lại thế nhỉ? Cái tiếng này ở đâu nhỉ? Thử thế trong máy cô. Cô không rõ. Sao trong video chứ? Không, không. Không phải ở trên YouTube đâu. Được rồi đấy. Ốp. Mọi. Sao nó lại bị thế nhỉ? Hôm qua mình học vẫn bình thường, cứ mở slide lên là mới bị nhá. Lạ thế nhỉ? Nào cô sẽ chia sẻ một nửa như này thôi để xem tí nữa nó có hết không nhá. Nào, con nhìn thấy màn hình của cô chưa? Well, that does not really seem fair. Tom Cruise fighting a young boy like that? That does not seem very fair. I hope. Sao lại bị thế nhỉ? Đợi cùng một chút nhá. Trong lúc đó thì ngồi. Con sẽ xem cho cô là cấu tạo tính từ bằng đuôi ed và verb ing bằng đuôi ed và thêm đuôi ing như thế nào nhá. Ngồi nhớ lại cho cô. Cô phải tải lại cái này. À, ngồi nhớ lại cho cô nha. Bị cái gì nhỉ? Được rồi, bây giờ cô sẽ chia sẻ màn hình nhé. Nhìn thấy màn hình của cô chưa? Cái tiếng của nó từ đâu ra ấy nhỉ? Cô không hiểu luôn ấy. Chỉ có chia sẻ nó mới bị thôi nhá. Các bị nội không bị. À, được rồi, học tạm vậy. Đây không phải là ở trên PowerPoint đâu, đây là trên cái ấy luôn, nên nó sẽ bị lỗi đấy. Nào, nhưng mà đây học lý thuyết nên không cần. Nào, chúng ta đây sẽ cho con cách là để con cấu tạo nên một cái tính từ bằng việc là thêm đuôi ed hoặc là thêm đuôi ing. Được chưa? À, ở đây nó đưa cho con một quy tắc, đó chính là khi mà con thêm đuôi ed này hoặc là đuôi ing vào một số động từ ấy thì nó sẽ chuyển sang nó sẽ chuyển sang tính từ. Được chưa? Cô ví dụ nhá. We use ed adjective to describe someone's feelings. Có nghĩa là con sử dụng những cái tính từ được cấu tạo bởi ed để miêu tả
cảm xúc của một ai đó. Được chưa? Tiếp theo, ô, anh Vũ ơi, chỗ con hơi ồn, có phải là đang ai đang bật tivi đúng không? Không bật tivi, mẹ em đang học. À thế à. Ok, tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ thứ hai đó chúng ta sẽ sử dụng những cái tính từ mà có đuôi ing, được chưa? Để miêu tả những cái thứ những cái mà things là đồ vật này hoặc là con người này mà gây ra, mà tạo ra cảm xúc, được chưa? Đây là miêu tả cảm xúc của một ai đó, còn đây là miêu tả những cái đồ vật, những cái con người mà tạo ra cái cảm xúc, được chưa? Tạo nó sinh ra cảm xúc ấy. Nghe thì nó hơi khó hiểu nhưng bây giờ cô chỉ ví dụ thì nó sẽ dễ hiểu hơn này. Qua nhìn này, the film was long, I was bored. Thì bored này nó gọi là gì nhỉ? Nhàm chán. Ừ. Nhưng mà nó là gì? Nhàm chán nó là gì? Loại từ của nó là gì? Danh, động hay tính? Tính từ. Đây là tính từ thêm đuôi gì đây? Ed. Đúng rồi, chính xác. Đó, thì đây, tôi nhàm chán. Thì đây có phải là cảm xúc của một con người không? Phải. Ừ, chính xác. Nào, tiếp theo là the film nha. Cái bộ phim này, cái ví dụ thứ hai nhá, là bộ phim này nó dài và nó nhàm chán. Thì đây nó lại là chỉ là bộ phim nhàm chán. Được chưa? Đúng không? Boring này là tính từ và được cấu tạo bởi đuôi ing, thì nó ám chỉ là cái tính chất của bộ phim này nhàm chán. Được chưa? Còn đây là bộ phim khiến tôi cảm thấy nhàm chán, thì cái bore này là cái cảm xúc của tôi. Được chưa? Còn cái boring này là tính chất của bộ phim. Con có hiểu không nhỉ? Cái tính chất của bộ phim này là nhàm chán, chính vì thế nên nó khiến con người cũng sẽ nhàm chán theo. Có hiểu không nào? Được chưa? Nhớ nhá. Tính từ thêm đuôi ed là để chỉ cảm xúc của con người. Còn cái tính từ thêm đuôi ing là chỉ bản chất của cái danh từ được miêu tả. Được chưa? Ví dụ tôi là nhàm chán thì đây là cảm xúc của tôi. Còn bộ phim nhàm chán thì đây là tính chất của bộ phim, tính chất của một vật, một người. Có hiểu không con? Cô ví dụ nhá. Cái trò chơi này rất là thú vị. Thú vị thì con sẽ sử dụng đuôi gì? Cái trò chơi thú vị. Thú vị. Thú vị là con sử dụng đây, cô có từ này. The game is, được chưa? Cô có từ interest. Cô có từ interest. Địch. Và cô có từ lựa chọn thứ hai, đó chính là interesting. Thì con sử dụng từ nào? Con chọn từ nào? Interesting hay interesting? Interesting. Chính xác, rất tốt. Bởi vì đây là bản chất của trò chơi chứ không phải là cảm xúc của một con người. Nhớ nhá, rất là loại trừ rất dễ thôi. Cái gì mà chỉ cảm xúc của con người thì con cho là ED cho cô. Và cái nào mà chỉ là bản chất của một cái sự vật hiện tượng hoặc là bản chất của con người thì con sử dụng verb ing cho, sử dụng tính từ thêm đuôi ing cho cô. Còn nó là cảm xúc của con người thì con sẽ sử dụng tính từ đuôi ed. Rõ chưa hả, hả anh Vũ? Nhớ nhá. Nhớ đấy con nhá. Bởi vì phần này ấy, nghe thì con hiểu đúng không? Và con nên hiểu bởi vì nó sẽ áp dụng trong rất nhiều dạng bài tập. Nhớ chưa con? Tiếp nha. Nào con sẽ áp dụng để làm bài này cho cô. Trong bài này thì con sẽ hoàn thành cái bảng này với dạng thêm đuôi ed hoặc dạng thêm đuôi ing, được chưa, của tính từ. Ví dụ nhá, if a person or thing is, nếu một người hoặc một vật như thế nào đó thì sẽ khiến cho cô ấy, anh ấy này, cô ấy này hoặc bạn cảm thấy gì. Ví dụ nhá, thì cái này sẽ là chỉ bản chất của ai nhỉ? Chỉ bản chất của một người hoặc là một vật, đúng chưa? Còn cái này là sẽ chỉ cái, còn cái cột này sẽ chỉ là cảm gì nhỉ? Cảm xúc của cái người mà bị tác động bởi cái người này. Được chưa? Nó rất logic đấy. Cô giải thích lại nhá. Đây, nếu một người và một vật như thế nào đó thì đây chính là cái tính từ này chính là bản chất của người vật này, đúng chưa? Và chính cái người vật này và bản chất này sẽ khiến cho cái đối tượng bị tác động của nó cảm thấy như thế nào đó. Đó là cột thứ tư, là cột này, cột cô đang khoanh to. Được chưa? Thì những cái mà tính từ, mà những cái bản chất của người, của vật thì mình sẽ thêm đuôi ing. Còn là cảm xúc của người thì con sẽ thêm đuôi ed cho tính từ. Rõ chưa hả anh Vũ? Được. Ok, thì con làm đi. Con hoàn thành điểm vào bảng cho cô nha.
Làm đi con. Hiểu không con? Có. Ok, con làm đi. Làm nhanh lên con. Cô đi vệ sinh một chút. Làm xong chưa? Rồi. Ok, cô chữa nhá. Nào, số 1 con điền gì? Answer gì con? Interested. Đúng rồi, interested. Số 2. Số 2 không biết. Sao số 2 không biết? Không biết. Con nhìn đây này. Số 2 bạn vì nó chỉ là bản chất, thế nên là nó sẽ là một tính từ có đuôi ing. Chúng ta có từ đây là chỉ inverse, thấy chưa? Người ta thêm ed để chỉ cảm xúc đúng không? Bây giờ mình không chỉ cảm xúc mình mà mình chỉ bản chất của nó, thì mình sẽ bỏ đuôi ed đi và thêm đuôi ing thôi con. Embracing. Có nghĩa là gì? Embarrassing ở đây có nghĩa là xấu hổ, lúng túng đấy. Được chưa? Nào, nhớ cho cô nhé. Embarrass. Được chưa? Embarrass. Tiếp theo, số 3 con điền gì? Exciting. Được chưa? Chính xác. Số 4 con. Disappointed. Chính xác. Số 5. Exalted. Chính xác. Số 6 con. Số 6. Bỏ ed đi. Surprising. Số 7 là gì nhỉ? Confused. À, s khi thêm ed thì con sẽ đọc thành t. Giờ confused. Được chưa? Tiếp theo số 8 con. Số 8 là frightening. Chính xác, rất tốt. Đúng rồi, tiếp. Ok,
Nào, bây giờ là bài số 3, giống như cái câu mẫu mà lúc nãy cô bắt con chọn giữa inserted và interesting ấy, thì con làm bài 3 cho cô. Chọn một trong hai cái từ ở giữa dấu gạch chéo, con có hiểu không anh Vũ? Có. Ok, con làm đi. Ok, cô chữa nhá. Nào cô số 1 con. Số 1 là chính xác, số 2. Là frightening. Frightening. Chào. Nếu mà con sử dụng là frightening thì bản chất của cậu bé này là frightening à? Bản chất của cậu bé là frightening à con? Thế là bản chất cậu bé này đáng sợ à? Hả? Con, hay là đáng sợ là cảm xúc của cậu bé? Anh Vũ trả lời cô. Đáng sợ này là bản chất của cậu bé hay là cảm xúc của cậu bé? Cảm xúc. Cảm xúc của cậu bé. Thế cảm xúc thì con sử dụng là đuôi ED, đuôi ing? ED. Nhớ chưa con? Được chưa? Thì cái này phải là cậu bé bị sợ hãi bởi bộ phim. Và đây phải là cảm xúc của cậu bé, frightened. Được chưa? Câu số 3 con. Disappointed. Chính xác. Câu số 4 con. Amazed. Đuôi ED, đuôi ing? ED. Chính xác. Số 5 con. Con chọn là đuôi ED. Chính xác. Đợi quá gì à, ok. Sao lại câu 2 lại sao? Câu 2 lại bị nhầm thế? Hả? Giải thích cho cô tại sao câu 2 cô nhầm. Con nhầm. Nhớ cho cô nhá. Bản chất thì là doing, còn cảm xúc thì là ED. Cậu bé này sợ hãi, và cái sợ hãi này là gì? Là cảm xúc của cậu bé chứ không phải là bản chất của cậu bé. Bản chất của cậu bé là sợ, đáng sợ à? Không phải, đây là cậu bé bị sợ hãi bởi bộ phim nên là cậu ấy không thể ngủ cả đêm. Được chưa? Tiếp theo nhá. À, look at the fact below. Tell how you using ED adjective có nghĩa là gì? Có nghĩa là con sẽ diễn tả cái cảm xúc của con qua bốn cái trường hợp này. Thứ nhất này, how did you feel? Bạn cảm thấy sao? Before your last
mock test trước cái kỳ kiểm tra toán lần trước của bạn. Được chưa? Thì ví dụ ở đây là I felt terrified before my last mock test. Đó chính là tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi trước cái kỳ thi, trước cái bài kiểm tra toán lần trước của tôi. Được chưa? Nghĩa là con sẽ nói về cảm xúc của con, mà nói về cảm xúc của một người là do ED, do in con. ED. Đúng rồi. Thì con sẽ chỉ là viết câu để thể hiện cảm xúc của con. Câu số 1 là before your last mock test. Ở đây là trước bài kiểm tra toán lần trước. Thì con sẽ cảm thấy như thế nào? Số 2 đó chính là when you watch a ripping film. Có nghĩa là gì con? Khi mà bạn xem ripping cô dạy rồi. Thú vị. Và sau khi bạn xem một cái phim kinh dị ở đây thế nào? Đúng rồi. Số 4. Bad. Bad là tồi tệ. Mark là điểm. Điểm số tồi tệ là điểm kém đấy. Khi mà bạn được điểm kém thì bạn cảm thấy gì? Được chưa? Thế vậy con hãy viết cho cô 4 câu để thể hiện cảm xúc của con sau mỗi cái tình huống đó. Sau 4 cái tình huống này. Được chưa? Chúng ta có câu ví dụ đây. Được chưa? Viết có câu 4 câu thể cảm xúc của con qua trong những cái tình huống đó. Anh Vũ có hiểu không con? Cái câu đã viết ví dụ, con phải viết tiếp không con? Con không cần viết được, ai cũng sẽ cảm thấy đáng sợ. Con chỉ cần viết 3 câu còn lại cho cô thôi. Hiểu không anh Vũ? Cái từ đáng sợ ấy đọc gì? Terrified, đọc cho cô đi. Terrified. Terrified. Rất là nhiều từ đáng sợ đúng không? Frighten này, terrify này, scare này, fear này, rất là nhiều từ đáng sợ đấy. Được chưa? Đó, viết cho cô 3 câu thể hiện cảm xúc của con trong các tình huống 2, 3 và 4. Rõ chưa? Anh Vũ? Trước khi làm thì ao ra lại cho cô đã. Không, tí nữa nó bị thoát giữa trường. Ao ra vào lại giúp cô.